trao dâng trong lòng anh đam mê tình thề. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nghe tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình em ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Hẹn bao giờ phải thế chờ.
ngày để tôi đã đến đây rồi. Mang đến hạnh phúc cho mọi người.
kề vai cùng nhau hát bài ca thân ái. Những lúc ta cần thấy ưu tiên, hãy để cho tình yêu lên tiếng. Những lúc ta cần thấy trơ trọi, hãy giang tay ra với đời. Ta mong sao trái đất luôn bình yên, đời sẽ hết đau thương triền miên. Mai đây thôi, tình yêu bước lên ngôi, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngõ xóm nhau khi nhất tình quỷ hấu. Chiều sáng em bằng tia nắng xóa tan bao nhiêu.
Thank you.
Giờ này ghi vỗ tay của gì ơi.
Kiều là ông bà Lê Văn Thình đã kết nghĩa thông gia. Hôm nay ngày là tháng tốt tổ chức lễ đính hôn cho con là Nguyễn Thị Thanh Trang kết hôn với Lê Thanh Tuấn, được đông đảo thân bằng đến phụ ai họ đến dự lễ nói hôm nay. Trình với quý vị lễ nói hôm nay có những phần sau đây. Phần thứ nhất, chúng lễ là lễ bái đường để tưởng nhớ công ơn ông bà quá cố. Phần thứ hai, chúng lễ làm lễ ông bà cha mẹ và thân tộc hộ ngoại bên nhỡ còn chỉ đường. Phần thứ ba, chủ hôn chàng trai cho nữ trang cô dâu, đồng thời cô dâu ra chào cha mẹ chồng mẹ nữ trang. Phần bốn là chúng lễ làm lễ dỡ mong cầu và phần cuối đáp từ đại diện chủ hôn. Để trở lại phần đầu nghi lễ, mời vợ chồng chủ hôn chàng gái thắp nhang làm lễ gia tiên, trong nghĩa tế làm lễ bái đường. Mời bố chồng gái. Chú dễ xá ba mẹ hai xá. Giờ tới bác rót ra. Đây là phần làm lễ cho mẹ mình một mã rồi đó nha. Đến xá hai xá chung bác nữa, bác nữa. Giờ đây là phần làm lễ cho mấy bác.
ông tập còn hiện tiền đã xong. Bây giờ đến phần tiếp theo là phần thứ ba, phần thứ ba là chủ nhân là cho nữ trang cô dâu. Anh Dung là người nữ trang đề nghị 16/16 con phố cho cái gì chị trình lên cho con đâu con với một sợi cổ và sợi tai nhẫn là 3 cây nhẫn bông nữa và là 3 cây vàng với nó bông chúng tôi mua bắp nhà chị bên nam chủ hôn cho cô dâu á là tất cả là như này 3 cây nhàn 24 và 1 cây hàng 3 ly nữa lâu bông được cây cho cô dâu cần có món thứ nhất là 1 đôi bông phật sòi món thứ nhì để sát vô này món thứ nhì là 1 sợi dây tay để sát vô nó nới dưới món thứ ba là 1 cây đinh diềm món thứ tư là 1 đôi nhẫn tất cả là 3 cây vàng và 1 đôi hồng dạ đúng dạ mời quý vị cho 1 tràng pháo tay lớn luôn quý vị ơi dạ bây giờ mời cô dâu món quà duyên chiều xưa đi khắp phố phường tìm mua trong mấy gian hàng 100.000 muôn thứ nhưng chưa vừa lòng ngập ngừng tìm kiếm làm sao một cho những muốn bao điều cầu mong ghi nhớ bóng đầu ghi tình em mắm cho duyên bền lâu màu khăn liễu mềm dịu dàng để bàn tay thấm lệ đẹp buồn khi tình yêu đến anh tặng em một màu hoa trắng ngọt mịn màng để nhìn nắng ngóng ngang nhẹ nhàng dù trên cành hoa đẹp biết là bao chỉ xin duyên chớ phai màu để khó khăn liễu không nào ân tình trên hết yêu thương làm đầu thì niềm một chút làm tin rồi đây duyên đã buông tròn tặng em hoa cưới tay cầm hoa cài trên áo thiêu hoa vành khăn món quà duyên chiều xưa đi khắp phố phường tìm mua trong mấy gian hàng 100.000 muôn thứ nhưng chưa vừa lòng ngập ngừng tìm kiếm làm sao một cho nhưng muốn bao điều cầu mong ghi nhớ ban đầu ghi tình em mong cho duyên bền lâu tặng em một màu khăn liễu mềm dịu dàng để bàn tay thấm lệ theo thương vì tình yêu đến anh tặng em một màu hoa trắng ngập mịn màng để nhìn nắm ngón ngang nhẹ nhàng dù trên phần bên mẹ chồng và ông già chồng cho cô dâu là 500.000 đồng Dạ đây là cái phần lì xì. Chị đề nghị cô bác anh chị cho cái phần này vỗ tay cho quý vị ơi, vỗ tay lớn luôn quý vị ơi. Dính một tay rồi đó. Phần mẹ bên trai để tiếp vấn đề về đám cưới tiền. Thì xin báo cáo anh 616 anh tiếp qua cho bên gái là 5 triệu đồng Chủ hộ cũng nói vậy ai đề nghị cô bác chị Quân Linh
tình với thanh tòng hai họ. Chú không thành đây có kèm theo 5 triệu đồng tiền tiền của chợ đóng nói rồi để đến hôm nay. Dạ, dạ, cái phần này là giao cho tôi có ý kiến phần này là thôi. Tôi xin thay mặt đại diện cho đàn gái phần mà phụ tiền đám 2 tỷ 5 triệu đồng đó thì bên đây đàn gái chúng tôi cũng nhận cái đó để giao lại cho bên trai vì tôi nghĩ là mà ai cũng có cái bổn phận lo phần đâu phần đó thì tôi cũng dùng cái gì mà đâu. Rồi thầy để quan hình cái đi. Dạ. 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 Giờ tôi có ý kiến mà cái này tôi cho là anh đàn trai của ông không có nhận để cho lại vậy. Dạ, giờ má cho là con đi tới rồi, tao mày đi à. Má có nhận thì mày để lại cho. Đi được á. Dạ cái phần quà này là ông bà chú ông họ nhà trai cho con dâu. Như vậy nhưng ông bà chú ông nhà gái không nhận và trao lại cho chồng dễ. Bây giờ mời quý vị chú quan khách hay họ cho một tràng pháo tay vui vẻ có gì không? Chụp kéo lên đó. Để anh tiếp tục đó thêm. Một miếng dầu xuyên nói với này mời nhau cho đậm lòng nhân thế lời tiếng tình sâu qua miếng dầu cầm ăn không lạnh lòng. Đem lại danh dự lớn cho hai gia đình nam nữ chú ông. Nhiệt tình của quý vị chúng tôi lấy làm cảm tạ và lời kính chúc tốt lành nhất. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc vui tươi. Tiệc nói liên quan hôm nay chúc quý vị ngon miệng lễ đạn ly rượu mừng. Mừng cho hai họ Nguyễn Lê Tết Nghĩa Thông Gia và mừng cho hai cháu Thanh Khang và Hoàng Ứng thành viên gia tộc. Và mừng cho lễ đến hôm nay thành công tốt đẹp, trân trọng mời hai họ thực hiện liên quan. Chào quý vị. Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau,
cùng hòa chung câu hát. Hương xuân tình đắm say, nhạc lâng lâng, lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng, cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao. Sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, rượu hồng vui pháo cổ. Muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta, tình nồng hương phơi phơi. Nồng hương phơi phơi. Tình muôn đời có nhau, tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai. Muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay ta cùng say, rượu thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay. Lần lần men rượu cay, nhịp tim đắm say minh hoa khúc tình ca. Tình cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi, muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, rượu hồng vui pháo cười. Muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta, tình nồng hương phơi phới. Tình muôn đời có nhau, tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai. Muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Dính tay nào vô tướng ơi, dính tay nào vô.
tay đủ vỗ cái này vô. Đại diện chị cho mừng cho em đi. Rồi, đại diện vỗ tay cái gì ơi. Không chị hai cái. Không chị hai cái, không chị hai cái. Rồi bây giờ mời mấy chị với mấy cô năng lên đụng lần thứ hai nữa nè, cho cô giống gì đi các bạn. Đây, 1, 3, 3, năng lên coi, vô nè. Chị hai ơi, ông mời chị ơi, đứng lên cho mình chơi nha. Rồi, đề nghị mấy chị ơi, cho một tràng pháo tay vui vẻ mấy chị ơi. Rồi bây giờ cô cho chú dễ nè, à, bốn tay cầm cái ly thôi, bốn tay cầm một ly thôi. Rồi nắm tay từ từ tới đứng lên. Dán loa mày mấy chục lượt dao mày đó mày. Rồi thôi bây giờ mời mấy chị cầm đũa lên nhập tiền vô cùng gia đình mấy chị. Rồi mời chị hai chơi. Rồi bây giờ mời mấy chú nhanh đi luôn cho mình ha, nắm đi, nắm đi. Rồi nắm đi, đụng giữa bàn cái gì ơi, đụng giữa bàn cái nè. Thank you.
lên coi, nâng lên lên thôi coi. Rồi cầm cái lưới đó nè. Rồi 1, 2, 3 đụng giữa bàn cái nè, giữa đó là nha. Thôi Dính Hùng, à, bây giờ cô vô chú giải đến cho mắt mấy bạn và mấy em ở bàn tròn. Thì mình vỗ tay cái nha, vỗ tay đó. Rồi, em nào đại diện của em cô hả, cô gì đó. Chút gì giữa hạnh phúc á. Vỗ tay con đi. Rồi bây giờ mời mấy chú mấy bác vô nhà vô ra. Đúng giữa ban cái giữa ban đó. Giờ cứ qua đây đứng đi thay đồ. Đứng ghế đây này rồi lên cho đồ. Chút lâu không quen mình chút lại nha. Thay đồ đợi anh với Kiên lên lấy hình chứ. Đây nó phải có là đó phải đứng đây. Rồi đứng đây qua cái này hết nha. Rồi đứng đây đi đứng đây. Ờ làm mày cái coi. Dạ. Rồi mời mời chú Út làm trước em. Bình trên tuấn mình là bạn ra lên là chú một tôi. Rồi bây giờ mời hai chú đụng đi cái hai chú. Dạ. Rồi bây giờ chúng mời mấy chú mấy bác ở dưới này luôn. Rồi đang ly đụng với hai chú chứ Út mấy chú ơi, đụng với hai chú cái nè. Rồi chú đi. Chúc đầu cho mẹ nha. Dạ, chúc dạ, mẹ nha. 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 Dạ, rồi, Sáu cầm tay thôi, dẫn nó cho chụp hình nè. Dạ, mẹ nha, dẫn vô hai tay. Dẫn vô cho này chụp hơi nè. Rồi mời bà Út nè, hai bà chú đụng đi cho hai bà chú. Rồi đụng đi bánh sáu về cho bà Út. Rồi bây giờ xin mời mấy chú mấy bác đi. Tôi làm anh thở nhau. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi bánh sáu có ý kiến gì mời bánh sáu thử. Hôm nay thì không có gì chỉ là tôi với anh được tôi là sắp thành tôi được kiều được đó là kết nghĩa thông gia với nhau ở đây thì tôi không lựa chọn không làm màu đâu đây là chỗ duy nợ của hai con thì với tình nghĩa không có hai con mình phải làm sắc đó.
làm bài chính lâu dài nhé, tạo à, tạo cái phong cách phương pháp trở về nhà. Thì tôi chỉ có cái nguyện đó là tôi gia tôi nó là đời đời cái kiếp. Rồi đây trở về sau là nhận bệnh những mãi mãi. Rồi, 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 vỗ tay cái gì ơi, vỗ tay cái gì ơi. Không uống ý nữa đâu. Rồi, bây giờ cũng mời mấy vị mấy cô dùng tiệc chung vui cùng chơi thêm nhé mấy vị. Rồi, sáu mạnh mạnh lắm đó. Giới thiệu với trời.
Mời cô vô chú rể nè. À, xe vô lên. Để tướng xá thôi, cưng đứng bên đi. Xá cái tướng ơi. Xá thôi được rồi. Rồi, xe vô ngoài đi. Mời cô vô xá luôn. Cho cô vô xá luôn ha. Rồi, xá luôn, cho đẹp. Xá luôn một. À, một xá nữa. Rồi. Giúp lời chúc cho
đôi tân hôn được 100 năm hạnh phúc và gia đình của nữ hôn được vui vẻ và mạnh mẽ, bước qua đầu năm và năm mới để sản xuất để tốt đẹp và dòng sang để là tiếp đón, để mà bên thì cháu nội, bên thì cháu ngoại. Đề nghị vỗ tay quý vị ơi, vỗ tay ơi. Let's go.
cùng đàn én trong vườn xuân.